bạn vuốt thoải mái cỡ này nó cũng không có tróc ra. Các bạn vuốt thoải mái cỡ này nó cũng không có tróc ra. Xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động.com. Và trong video clip hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá qua một cái sản phẩm dán màn hình dành cho những chiếc điện thoại màn hình cong như là Galaxy S7, S8 hoặc S8 Plus, Note 8 vân vân. Đây là một dạng miếng dán không được phổ biến lắm, tức là nó là dán bằng keo nước. Dán nước thì nó hơi là phức tạp. Trước giờ thì chúng ta chỉ nghe nói qua những cái dạng như là cái hiệu như là Skinomi, còn đây là cái lần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nghe nói qua cái hiệu WS. Đây là một cái thương hiệu đến từ Trung Quốc. Thì cái miếng dán này mình dán trên chiếc S8 của mình được khoảng một tuần rồi. Thì trong một tuần đó thì mình đã cố gắng thử rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta thường gặp phải trong quá trình chúng ta sử dụng. Thì bây giờ nó sẽ có những cái nhược điểm và ưu điểm gì? Thì đầu tiên thì mình sẽ trình bày qua những cái nhược điểm của nó trước dành cho các bạn. Đầu tiên, nó khá là rít tay và nó cũng dễ là bám bẩn. Và để hạn chế vấn đề này thì chúng ta dùng một cái khăn khô và chúng ta thấm một chút nước rửa kính thì chúng ta lau trên bề mặt của nó thì cái độ rít nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Thì cái độ rít này nó là một cái nhược điểm, tuy nhiên nó cũng là một cái ưu điểm. Thì cái ưu điểm gì thì chút nữa mình sẽ trình bày sau cho các bạn. Và tiếp theo sau nó là cái miếng dán mềm. Miếng dán mềm như đó thì cái khả năng chày xước của nó là có chứ là không phải là không có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn sơ qua để bạn thấy đây là những cái vết xước mà mình đã sử dụng trong một tuần và mình gặp phải. Đấy, đây là những vết xước mà đa phần là mình cố tình tạo nên để mình kiểm chứng cái độ bền của miếng dán này. Và tiếp theo cái thứ ba, cái nhược điểm thứ ba nó là cái mép của nó cũng dễ bám bẩn nha các bạn. Đây, cái rìa mép của nó dễ bám bụi và chúng ta có thường xuyên phải vệ sinh lau chùi. Đấy, và một cái nữa tức là trong quá trình chúng ta dùng á, mặc dù cái độ bám nó tương đối tốt nhưng mà nó vẫn có khả năng tróc ra. Tróc ra là khi nào? Không phải tự nhiên mà nó tróc ra, rất là khó. Các bạn vuốt thoải mái cỡ này nó cũng không có tróc ra, nhưng mà khi chúng ta thử một số cơ ốp chống sốc, mình có thử chiếc cơ ốp Ringis Onyx, cái ốp đó nó bấu rất là mạnh, rất là chặt, một trong những chiếc ốp khó chịu nhất trên trong những loại ốp chống sốc hiện nay. Thì nó khựi cái góc này lên, đấy, nó khựi lên, nhưng mà chúng ta sẽ có cách khắc phục và chúng ta sẽ bàn ở cái phần sau với phần những ưu điểm của cái miếng dán này. Thì những cái nhược điểm của nó sơ là nó như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói qua những cái ưu điểm của nó. Ưu điểm của nó thứ nhất là về cái giá thành, so với cái miếng dán Skinomi thì nó rất là rẻ, nó rẻ hơn phân nửa, thì nó khoảng hơn 100.000. Thì chúng ta đã có ngay được một miếng dán nước. Và cái ưu điểm của miếng dán nước đó, tức là chúng ta cái độ bám của nó rất là tốt và chúng ta dùng thông thường thì không thể nào nó bung được cả, trừ khi cố tình khựi lên, như chẳng hạn là chúng ta gắn ốp chẳng hạn như thế này. Đấy, cái ốp nó cà mạnh vào trong đây, nó đẩy thì nó mới lên thôi. Tuy nhiên ưu điểm của nó là chúng ta sẽ khắc phục được. Khắc phục được bằng cách nào thì chúng ta chỉ cần lấy miếng nước rồi chúng ta thấm vào trong cái phần cái góc mà nó bị bong lên như thế này nè, rồi chúng ta vuốt khô để cho nó khô lại khoảng vài tiếng đồng hồ sau thì nó sẽ dính trở lại chặt như bình thường. Và đây là cái phần mà mình cố tình mình làm cho nó khựi tróc vào tới trong này, rồi mình vuốt lại bằng nước, mình để khoảng một ngày sau thì nó trở lại bình thường như vậy. Và cái ưu điểm rất là lớn nữa mà mình có thể kể đến đó, tức là cái bề mặt của nó có khả năng tự phục hồi rất là tốt. Chẳng hạn như cái vết móng tay cào qua như thế này thì chúng ta chỉ cần lau sơ qua chút xíu thôi là các bạn thấy là nó mất đi, nó mất hẳn đi luôn đó. Do đó những cái máy mà chúng ta dùng bút như là Note 8 gần đây chẳng hạn thì các bạn rất là sợ vấn đề mà viết trên cái bề mặt của miếng dán mềm nó bị để lại cái dấu bút, thì cái này á, nó không có bị. Tuy nhiên nó vẫn có những cái vết xước lông mèo trên này, tức là trong quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta cả những cái vật gì đó nó rất là bén, rất là nhỏ thì nó để lại vết xước, ngay cả kính cường lực nó cũng không tránh khỏi cái hiện tượng này. Thì cái điều này chúng ta phải chấp nhận thôi. Và hồi nãy mình có nói một cái nhược điểm của nó cũng chính là cái ưu điểm của nó, tức là cái độ rít của nó là một cái nhược điểm, tuy nhiên nó cũng là một cái ưu điểm, bởi vì khi đó thì chúng ta sẽ gõ ký tự rất là chính xác. Ngón tay chúng ta đặt ở đâu thì nó dính ngay chỗ đó, hầu như là không có độ sai, nó không có bị trợt như những miếng dán trơn đấy. Và cái ưu điểm của nó cũng là dễ lau chùi, chúng ta có thể lau chùi rất là thoải mái mà chúng ta không có sợ bị chảy xước nhiều như những miếng dán mềm khác. Và cái ưu điểm tiếp theo là so với những cái miếng dán khác thì độ trong của cái miếng dán này khá là tốt, nhìn nó không có bị khó chịu hạt hạt như là về mắt chẳng hạn. Và cái độ bền của nó, cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần phải nhắc đến. Độ bền rất là tốt thì chúng ta có thể an tâm sử dụng lâu dài với nhiều loại ốp. Tất nhiên là không phải tất cả loại ốp rồi, những cái ốp chống sốc nó bấu như là chiếc ring Kionic mình nói thì các bạn không nên dùng, nó sẽ bấu, nó cào lên những cái miếng dán này rất là mạnh. Các bạn thân mến, trên đây là một số cái nhược điểm và ưu điểm của miếng dán sử dụng nước để dán siluet. Các bạn có thể tìm mua tại đồ chơi di động.com. Và mình lưu ý một chút xíu, tức là cái miếng dán này nó dán tương đối là cần phải có thời gian, phải kỹ một chút xíu và hơi khó. Thì trong cái hộp sản phẩm nó có hướng dẫn cách dán, thì các bạn chú ý là khi mà mua về các bạn coi kỹ cái hướng dẫn đó, hoặc là cái clip hướng dẫn của đồ chơi di động.com để chúng ta thực hiện cho nó dễ. Để chúc các bạn có một cái giải pháp mới dành cho chiếc điện thoại màn hình cong của chúng ta, bảo vệ cho nó tốt hơn cái màn hình và tránh khỏi những cái điều đáng tiếc cho màn hình của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.